Hình ảnh người mẹ ngồi vật vưỡng, cắn răng chịu đựng để mua cho cậu con trai quý tử một chiếc xe đúng theo sở thích của mình đang làm xôn xao cộng đồng mạng. Và đây là hình ảnh người mẹ đang rất là bơ phờ. Trong khi đó con đây, rồi, mua cho cậu con trai một chiếc xe Exciter đúng như mong muốn luôn. Chiếc xe này nếu bán đủ lăn bánh chắc phải đến 60 triệu đồng. Vâng. Rồi mẹ thì ngồi vật vưỡng đang suy nghĩ cơm áo gạo tiền hôm nay bữa này ăn như nào, tiền lấy đâu ra. Đấy. Sau khi video được up lên mạng xã hội thì đã rất nhiều những bình luận chỉ trích cậu con trai. Không tha đâu mẹ, con sẽ kiếm tiền về hàng ngày, làng ta nhiều chó lắm. Và bình luận của anh Sâm nói một cách rất là mỉa mai. Mua con xe 50 triệu để ra ngoài ra oai với bạn bè, thà mua con xe quay hơn 20 triệu, còn lại khoảng 30 triệu mua sắm đồ về cho gia đình, như vậy bố mẹ đi đâu cũng tự hào. Cái xe đắt cuối cùng vẫn là phương tiện đi lại mà chẳng giải quyết vấn đề gì. Bất hiếu hay bất lực, hoặc tại do nuông chiều con từ nhỏ. Và còn ý kiến của bạn thì bạn nghĩ như nào? Tôi tin tức cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua góc nhìn chân thực nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Tôi tin tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.